North. North. Culture. Culture. Natural. Natural. Land. Land. Endless. Endless. Explore. Explore. Castle. Castle. Legend. Legend. Haunted. Haunted. Ghost. Ghost. Experience. Experience. Unique. Unique. Vast. Vast. Pasture. Pasture. Scenic. Scenic. Attraction. Attraction. Written in 1869. Scotland, the land of legends. Scotland is in the north of Great Britain. It is famous for its rich culture as well as its amazing natural beauty. Visitors to this land can spend endless days exploring its historic centuries-old castles. But be aware, legend says that some of them are haunted by ghosts. Fun lovers can experience its world-famous festival, the Highland Games, where they can enjoy unique Scottish activities such as the piping, drumming, and dancing. They can also see traditional sports or drink whiskey with the local people. Driving through vast green pastures or boating on scenic lakes or lochs are other attractions that Scotland offers. The great people of this legendary land have also given many of the world's important inventions like the telephone, the television, penicillin, and the raincoat. Edinburgh, the capital, was the first city in the world to have its own fire brigade in 1824. Edinburgh University welcomed the first female medical student in Great Britain in 1869. Scotland nằm ở phía bắc của Vương quốc Anh. Nó nổi tiếng vì nền văn hóa phong phú, cũng như là nét đẹp tự nhiên rất tuyệt vời. Những vị khách đến vùng đất này có thể dành những ngày dài để khám phá các lâu đài có cách đây rất nhiều thế kỷ. Nhưng hãy cẩn thận, huyền thoại nói rằng một vài trong số các lâu đài đó bị ma ám. Những người yêu sự vui vẻ có thể trải nghiệm được lễ hội nổi tiếng trên khắp thế giới của nó. Các trò chơi cao nguyên, nơi mà họ có thể tận hưởng các hoạt động độc đáo của Scotland như là thổi kèn, đánh trống và nhảy múa. Họ cũng có thể xem những môn thể thao truyền thống hoặc là uống rượu whisky với người dân địa phương. Lái xe qua những cánh đồng cỏ xanh mênh mông hoặc là chèo thuyền trên những hồ phong cảnh hoặc là hồ nhỏ là những điểm thu hút khác mà Scotland mang đến. Những con người vĩ đại của vùng đất huyền thoại này cũng mang đến cho thế giới rất nhiều phát minh quan trọng như là điện thoại, TV, penicillin và áo mưa. Thủ đô Edinburgh là thành phố đầu tiên trên thế giới có đội chữa cháy vào năm 1824. Trường Đại học Edinburgh cũng đã chào đón nữ sinh viên y khoa đầu tiên ở Vương quốc Anh vào năm 1869.
Trang này có sử dụng từ điển trực tuyến Cambridge.